Hi, và mình xin chào tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại từ game Lốt Biết cùng Trendly Gamer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mua một trái quỷ mà rất nhiều anh em bảo là chiêu thức thay đổi khá là nhiều hay không? Đó chính là trái quỷ nào? Magumagunomi các bạn. À nhầm hàng rồi, Hie Nomi. Nói vậy thôi, Magu là còn những video tiếp theo mình sẽ cố gắng tìm mua hay không? Còn bây giờ là mình sẽ mua Hie Nomi. Đây. Chiêu thức này thì không thay đổi chiêu thức nhiều các bạn. Chỉ có thêm một cái chút ít hiệu ứng nhỏ nhỏ thôi. Đây, chẳng hạn như lúc trước các bạn sử dụng cái chiêu C, chim trĩ xanh để sẽ không đóng băng biển cả. Nhưng mà khi bây giờ các bạn sử dụng thì biển sẽ bị đóng băng một phần nào đó, hay không? Chiêu V cũng vậy. Lúc trước chiêu này thì các bạn chỉ có thể sử dụng ở trên đất liền thôi. Còn xuống biển các bạn mà bấm một cái là chìm ngẫm mình ngay. Nhưng mà bây giờ sử dụng khá là ổn rồi, hem. Vậy là tất cả những gì mà đã thay đổi trong trái quỷ Hie này. Thì bây giờ mình sẽ đến một cái server thường và cùng anh em tìm hiểu sâu về trái quỷ này. Xem coi là trái quỷ này săn boss sẽ như thế nào, hem. Anh em hãy chờ mình đôi chút, mình sẽ quay trở lại nhanh thôi. Và bây giờ đây thì mình sẽ sử dụng năng lực của trái quỷ Hie Nomi mà mình mới mua vào cái giấc 2-3 giờ chiều gì đó. Và mình sẽ cho anh em thấy năng lực này được admin đổi mới trong cái đợt update 6 này như thế nào, không? Và hiện tại các bạn thấy là con nhân vật của mình đang sở hữu 564.536 bounty. Rất là nhiều luôn, không? Với một cái số bounty này thì mình có thể là mục tiêu của một số bạn gì đó, canh me, đo đếm gì đó. Thì nên mình sẽ cẩn thận hết mức có thể, hay không? Mấy bạn là thường thường là những gã thợ săn hải tặc rất là nguy hiểm. Nên là với một cái số bounty như thế này thì rất nhiều anh em sẽ thèm khát và đánh đập mình. Thì đầu tiên là mình phải cần bỏ hết tất cả anh em vào cái danh sách này cái đã. Cái gì vậy? Mình ăn trái Hie, mình rớt xuống đây mà cũng có vụ bị chết nè. Rồi. Ok rồi đó các bạn. Coi như là mình rớt xuống đây đã ổn thỏa rồi, hem. Thì hai chiêu mới trong cái đợt update 6 là gì? Thì nói mới vậy thôi các bạn, chứ hệ thống chiêu thức vẫn còn u như kỹ, y như cũ thôi. Đầu tiên là cái chiêu C, chim trĩ xanh, hem. Lúc trước thì cái con chim trĩ này các bạn đánh xuống biển là nó bay luôn các bạn. Còn bây giờ là nó sẽ đóng băng được nước biển, hem. Đó. Sau khi mà đụng đến một cái vùng nước biển thì nó sẽ nổ ra và đóng băng cả một khu vực, hem. Kế đến là chiêu V cũng vậy. Chiêu V lúc trước thì bạn bấm V một cái thì chỉ đóng băng được trên đất liền thôi, nhưng mà bây giờ đóng băng cả được nước biển luôn, hem. Đó, nó chỉ thay đổi khác vậy thôi các bạn. Kế đến là chiêu Z. Z lúc trước thì mình cũng không nhớ là sử dụng cái gì ta. Hình như là phóng ra cái cây đinh ba bằng băng đó các bạn. Nhưng mà hiện giờ thì nó đổi thành cái chiêu như thế này thì phải. Mình nhớ cũng không rõ nữa. Tại vì mình review cái trái Hie này cũng khá là lâu rồi, hem. Thì nếu có sai sót gì cũng mong các bạn thông cảm bỏ qua cho mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến đến một cái khu vực bằng trái quỷ Hie này. Để mình coi. Tiến đến tổng bộ hải quân đi các bạn. Mình thấy tổng bộ hải quân hiện tại là đang ở gần mình nè. Đáng lý ra là mình phải mua một cái chiếc thuyền để mình đi. Như vậy nó mới thỏa đáng. Nhưng mà không sao. Không sao cả. Đây. Có một bạn đang chạy nguyên một cái chiếc thuyền to đùng bự chảng. Và một bạn đang xin mình vào tem. Tem mình đó thì có khoảng 11 thành viên rồi. Chỉ còn thiếu 4 thành viên nữa là full nè các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu cho bạn này vào tem của mình, hem. Pin 2005. Đó, rồi ok. Đấy. Rồi vậy là mình đã mời bạn đó vào cái băng hải tặc Trendly của mình rồi, hem. Nếu mà bạn đó vào thì cái giá trị tiền tất cả thành viên của băng mình sẽ tăng lên. Băng mình hiện tại thì không có trong top đâu các bạn. Tại vì bây giờ muốn vào top thì tầm khoảng đâu 22, 23. Đấy, nằm khoảng 23 mới vào được top các bạn. Còn nằm 2M chưa chắc vào được top. Người ta 21, gần 22 rồi. Đây là cái chuyện lọt vào top vô cùng khó khăn đây. Bạn này đã vào băng hải tặc của mình rồi. Từ mục 11 tăng lên M6 nhưng mà vẫn chưa có danh, chưa có tiếng gì hết. Lúc trước các bạn bảo mình lọt vào top 70 mấy, rồi lọt vào top 30 mấy. Thì lúc đó là chỉ có vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà bây giờ thì cả mờ thì vẫn chưa lọt vào top các bạn. Giờ lọt được vào top rất là khó khăn, hay không? Rồi, cái chuyện đầu tiên là mình tiến đến tổng bộ hải quân đi. Một nhân vật hải tặc đang tiến đến tổng bộ hải quân chuẩn bị quậy phá nơi đây. Đáng lý ra tổng bộ hải quân là phải cho thêm một hai đô đốc gì đó ở đây nè mới đúng nè. Chứ không phải là một con đô đốc xì ke xí đú canh chừng ở đây. Cái gì làm cái gì vậy?
chém 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 nè, chém không hả? Vô đây chém. À quên các bạn, mình đã nâng hết tất cả sức mạnh vào cái thanh kiếm Yoru của mình rồi, nên là mình sử dụng năng lực trái quỷ không còn mạnh như lúc trước nữa hem. Hèn chi mình thấy cái gì lạ lạ bên đây, rất là nhiều lệnh truy nã. Để xem cái lệnh truy nã của mình không. Không, với cái số bầu tì cao như vậy, đáng lý ra cái lệnh truy nã của mình phải được dán khắp mọi nơi chứ. Ok, không sao cả. Trời ơi, bạn này truy nã với mức tiền thưởng là 2.354 Billy. Rồi bây giờ vô đây. À đây đây đây, boss đây. Thấy rồi hem. Nhận đi. Sao mình đứng kế bên bạn này nguy hiểm quá vậy? Các bạn vào danh sách hết chưa? À hết rồi các bạn. Hết rồi, hên quá. Không còn bạn nào lạc lõng bên ngoài nữa. Thì thật sự là mình với Luân Tấn Tài Gaming ghét nhất là những bạn nào mà đánh chết sau đó là sorry xin lỗi đó, rồi sau đó là dí đánh chết lần hai. Nếu mà lần đầu đó thì bạn có thể xin lỗi thì coi như là mình già tài có thể bỏ qua được, nhưng mà kỹ nhất là đánh 2-3 lần cái xin lỗi, cái kêu là đưa cái số bounty lại thì lại thoát game. Mình với Tài gặp cái trường hợp đó rất là nhiều, Tài cũng lên tâm sự với mình rất là nhiều, cực kỳ ghét những bạn đó luôn. Đánh nếu mà các bạn sơ ý đánh chết thì tụi mình không có nói gì các bạn hết, mà sau đó là đánh chết lần thứ hai, rồi lần thứ ba cũng xin lỗi luôn các bạn, rồi lần thứ tư lại tiếp tục diễn ra, rồi sau đó là kêu mấy bạn đó là trả cho một ít bounty đi, thì mấy bạn đó là hot game, kêu bây giờ em bận rồi thoát game, các bạn thấy chưa? Mà trong khi ra ngoài thấy bạn đó đang join in một cái phòng khác, vãi thiệt chứ, không thể nào tin nổi mấy bạn mà. Mấy bạn muốn săn bounty đó, thì nếu mà mấy bạn muốn đó thì mình có được cái kiếm của xanh tóc đỏ Vision 2 rồi, thì mình có thể cho mấy bạn cái số bounty này luôn. Thì số bounty này cũng nhờ rất nhiều bạn đã cho mình, nhất là các bạn Phát ở trong đây nè. Số bounty này mình lấy từ của bạn Phát nè, Phát LX14 nè, bạn ấy từ 700 mấy ngàn bounty mà cho mình giờ còn có 65 ngàn nè. Đó, chứ mình cũng đâu có giỏi đi KS rồi trở thành một gã sát nhân cuồng sát đâu các bạn. Đâu có tiêu diệt được ai đâu. Mình đâu dám đánh mấy bạn nào, không dám bật BBB lên để đập mấy bạn luôn. Mình chưa bao giờ mà có cái ý định mà chém mấy bạn hết. Thì mấy bạn cho bounty thì mình nhận, mình cũng cảm ơn mấy bạn rất là nhiều luôn. Nhưng mà mấy bạn mà làm cái kiểu mà lấy bounty trắng trợn rồi sau đó là I am sorry thì cái điều đó không thể chấp nhận được. Không phải chỉ riêng mình đâu mà rất nhiều người thấy thì cũng sẽ rất là bực mấy bạn. Rồi tương lai mấy bạn mất niềm tin bởi những bạn khác nữa. Thấy mấy bạn là mấy bạn bị đập, thấy tên mấy bạn là mấy bạn bị đập. Rồi mấy bạn chửi sao vào phòng lại bị mấy bạn khác. Tại vì mấy bạn thể hiện trước, rồi sau đó là những bạn kia rồi ghim mấy bạn vào danh sách đen. Rồi sau đó là thấy mấy bạn đập mấy bạn thôi, đó là chuyện bình thường rồi. Đó là có dai có trả rồi mấy bạn. Hiện tại mình đang tiến qua đảo nào rồi ta? À đảo Bích Ghi các bạn, Bích Ghi. Mình hiện tại đang AIA ha. Bạn kia cũng đang AIA luôn nè các bạn. Trời cút, cái gì ghê bạn? Đâu mình solo thử à. Bạn ấy làm cái lướt nghe lả lướt cái ghê gớm heo. Chỗ này mình tưởng đâu giấu một nhân vật gì đó rất là hầm hố. Lại đây để mình săn Bích Ghi xem. Nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đi nè. Bích Ghi đâu? Bích Ghi chắc chết ngắt rồi. Mấy bạn từ nãy giờ mình thấy 3-4 bạn chạy từ trong đây chạy ra là Bích Ghi không bao giờ mà sống nổi qua cái mùa hạ này đâu. Hiện tại là mùa thu đã gần kéo đến rồi các bạn, chuẩn bị chuyển sang đông rồi. Mấy bạn vô nhập học là chuẩn bị là tới trung thu rồi đó. Mấy bạn vô nhập học chừng còn đâu nửa tháng, tháng nữa tới trung thu. Trung thu là mùa thu đã ùa về, sau đó đến đông. Đông rồi sau đó tới Tết. Một năm trôi qua rất là nhanh gọn lẹ. Thì mình cũng mong là ở cái năm học mới này thì các bạn sẽ thể hiện hết tất cả khả năng của các bạn hem. Thì ở năm cũ đó thì không biết là các bạn quậy phá hay là học dở như thế nào, nhưng mà tương lai thì bạn phải phấn đấu xa hơn nữa. Tại vì khi lớn lên thì các bạn sẽ có vợ, mà có vợ thì sẽ có con, rồi bắt đầu con đàn cháu đóng. Nên là các bạn phải cố gắng phấn đấu vì bản thân của các bạn, và cũng phấn đấu vì vợ con tương lai của bạn nha. Năm cũ thì không biết là các bạn quậy phá như thế nào, nhưng mà là cái năm mới này nè,
các bạn phải cố gắng vào nhập học rồi sau đó là ngoan ngoãn hơn lúc trước. Nếu mà còn ham chơi quá đó thì các bạn có thể là bỏ một chút ít thời gian ra để vui chơi rồi sau đó là các bạn tiến thẳng vào cái việc học của bạn để tốt hơn năm cũ nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến thẳng qua bên cái khu vực Ranky bên đây nè. Mình bây giờ là mình vượt biển luôn. Đâu rồi? Con chim trĩ xanh của mình đâu? Bay trước đi, mình tiếp bước theo sau. À, bay luôn được các bạn. Bấm lộn bay luôn rồi, mình dính chuột cao quá. Sử dụng chiêu này cái mình đơ hàng ra. Không sao, không sao. Gần tới nơi rồi, bây giờ cần gì phải đi thiền nọ. Chạy te te vậy thiền thá gì. Thì thôi đi thôi, trời ơi mấy bạn kìa. Mấy bạn ví theo mình, hình như trong đó cũng có bạn sử dụng năng lực của trái quỷ hiê mà, loa gì. Phải thiệt, một cái đường băng như thế này. Mấy bạn chỉ cần chạy theo đường băng này là không có cái cơ hội nào mà mấy bạn chết hết. Nổ nào, mình tới nơi, Soru tới. Không được luôn ta. Đáng lý ra là đóng băng như thế là mình có thể chạm chân được ở trên mặt nước thì mình có thể Soru được chứ. Đó, giờ Soru vô đây. Vậy thôi. Đâu, nhận cái nhiệm vụ nào. Ở đây nhận nhiệm vụ đánh Ranky hay không? Ranky đâu? Ra đây mình bảo. Hiện tại mình đã bỏ đi trái Turi rồi nên là việc đánh Ranky đối với mình cũng hơi bị khó khó. Và năng lực trái quỷ mình đang không có nhiều hay không? Nên là chắc chắn sẽ bị Ranky hành sắp mặt. Nhưng mà không sao, nhờ sức mạnh của trái Hiê nè chắc cũng ổn mà các bạn, không sao đâu. Không có sao cả. Rồi cũng gì vậy? Chưa chi các bạn thôi, các bạn thúc khí ứng nè. Đây 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 đây. Rồi mấy bạn chưa chi quýnh Ranky té cứt rồi. Chưa chi té địch vậy kiểu này là không ổn rồi. Tà gục, địch thúi đầu thúi cổ mình heo, hằng gan. Chán sống rồi. Quên, mình tưởng đâu còn thế Turi mình chạy ra hồi máu các bạn. Đây, phạm yêu thiên sứ Ranky. Rồi, đâu có bèo được mà khai kêu sát lên chơi. Tưởng mình chơi không được hả? Chơi được. Rồi, thúi đầu thúi cổ rồi các bạn. Nguy hiểm vậy. Vừa mới lúp cái đầu vô quýnh rưa không. Đây, còn miếng máu nữa bạn. Trảm. Đó. Ok, Coco đây hem. Vậy là Ranky đã xử xong. Chắc mình nghĩ là phải cần có một cái chiếc thuyền để mình đi qua những cái đảo khác. Với cái số bầu tì này thấy nguy hiểm quá. Nhưng mà có bạn còn hiểm nguy hơn mình nữa nè. Bạn kia cao hơn mình. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này là cố tình nè. Mình dám chắc luôn, cái này là cố tình, cố ý luôn. Mình dám chắc các bạn 100% luôn đó. Các bạn thấy chưa? Không thể nào tin nổi mà. Sorry phải không? Sorry phải không bạn? Để mình hỏi thử coi. Sorry phải không bạn? Không thể nào tin nổi mà. Thấy mình còn miếng máu chứ. Chứ bạn nghĩ xem, tại sao lại thấy mình còn miếng máu chạy le te cái đánh sấm sét trước mặt mình. Bởi vậy một con mồi đang trước mặt thiệt là ngon luôn mà nghĩ sao làm như thế. Thôi vậy, bạn này là coi như là không được rồi các bạn. Nếu mà muốn lấy được 1 triệu á thì mình đây mình cho các bạn luôn, nói thật. Mình cho các bạn không lấy lại. Đừng có làm như vậy. Vậy cho mình xin lại được không đấy? Để mình hỏi thử coi. Vậy cho mình xin lại được không bạn? Thử các bạn đó cho. Dễ giàu gì. Trời ơi, mình đi tuốt trong ruột của bạn rồi. Nghĩ sao vậy? Mình còn miếng máu chạy đánh cái đòn sấm sét xuống. Lúc nãy là mấy bạn vào danh sách hết nha, là không có đánh được mình nha. Sau đó là bỏ ra rồi bắt đầu đập mình. Bật PB lên chứ, chắc mình nghĩ bằng đó bật PB lên. Đó đập mình. Đó, đâu có nói tiếng nào đâu các bạn. Thôi, mình hiểu mấy bạn quá rồi. Cái thành viên này nói thiệt á các bạn. Ở bang hải tặc làm chi? Thà cái bạn núp này nè, nói thiệt sự còn đỡ hơn mấy bạn như thế này luôn nè. Hứa với mấy bạn luôn. Mấy bạn nào ghét mình thì mình chịu thôi, biết sao bây giờ. Mình thấy mình nãy ít máu rồi mình chạy rồi mình nghi ngờ lắm rồi. Thế nào cũng có một bạn hấp hành kho xả mình nè. Thôi kệ, không sao hay không. Bây giờ lấy hết bầu ti mình cũng chịu thôi, biết sao bây giờ. Đó, các bạn thấy không?
cứ sorry nè, bắt đầu cái lợi đằng kia quýnh tiếp nè, cái này ra băng luôn đây nè, đi săn mình luôn đi bạn. Mình kích bạn ra băng luôn rồi, rồi bạn đi săn mình luôn đi, mình cho chỗ đi săn nè. Hồi nãy mới cho đó vô băng phải không? Mấy thành viên này thì dạng mà giống râu đen đó các bạn. Nên là không có ở trong đây được, ở trong ban hải tặc là không có được. Như thế là không ổn. Thà mình cho mấy bạn mà nói thật sự cấp 200, cấp 100 vào đây cũng được nữa. Đỡ hơn là mấy bạn full cấp mà làm như thế. Làm thế thì mình ghét lắm, cực kỳ ghét luôn. À, bây giờ để mình lên đảo trên trời mình đánh Ino quá các bạn. Chứ giờ làm gì thì từ 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 quay lên trời đi em, đánh Ino đi. Đó bây giờ nè, bây giờ để mình đoán thử đúng không em. Lát bạn đó gặp mình, sau đó là bắt đầu bật gì lên đánh được các kiểu nè. Mình dám cá 100% luôn, 100% sẽ có cái chuyện đó xảy ra hay không. Coi coi, coi bạn đó đâu. Đó, mình để sẵn đó đi hay không. Thấy lú ra mình quất liền, quất không lại cũng quất nữa. Rồi ở đây thì mình nhận nhiệm vụ đánh Ino đi hay không. Đánh Ino đi, nó. Rồi ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái quá trình lại đây bữa Ino. Còn bạn kia muốn săn mình cứ việc, đủ bản lĩnh thì cứ săn bạn. Không có gì hết, mình không có nói gì bạn đâu. Được thì cứ vào mà săn. Đây. Đó. Rảm. Còn mấy bạn nào mà muốn xin bounty thì nói mình tiếng, mình đứng yên cho chém chứ đừng có làm như thế. Nghe sao sao á. Làm như thế nghe không có tốt các bạn. Rồi coi như là dẹp không nói chuyện đó nữa không. Đây giờ quýnh Ino đi. Nghe xa bạn đó ra mình thấy cái độ nguy hiểm cao quá. Đó bạn đó bye bye đằng đây nè. Lát sử dụng Goro đập trong đầu mình cũng không chừng nữa. Mình thật sự là bây giờ nếu mà mình săn đó là cũng được mà thôi. Không có làm chuyện đó. Không làm chuyện đó. Thôi vậy. Chuyện nào qua để cho qua đi các bạn. Mình hiện tại đang định kiếm một mờ để mình có thể review cái kiếm của Xanh Tóc Đỏ Vision 2. Mà nghe bộ nghe khó khăn quá. Mà không sao kệ đi. Mấy bạn cho mình thì mình rất là biết ơn. Nhưng mà mấy bạn cỡ này là không được à. Rồi. Vậy là cái chiêu này nha các bạn. Cái chiêu này thì nó. Đó. Gì đây. Đánh vậy xong cái lát mặt bê lên. Nói thiệt mấy bạn mình đi tuốt trong bụng. Hứa với bạn luôn. Đi rồi. Để mình nhận cái nhiệm vụ đánh cái con đằng đây. Lấy cái khẩu bazooka này các bạn. Xuống đây đóng băng biển đồ chơi coi. Bật BB lên bạn. Ở đây cái con kia chết rồi các bạn. Bây giờ muốn đi được những cái hòn đảo khác đó thì cần phải có một cái chiếc thuyền để mình đi. Chứ giờ chạy trên biển chạy mệt quá. Chạy thở oxy, chạy thở oxy không vậy là không ổn rồi. Đây. Đó. Đi thôi. Bắt đầu tiến hành cái quá trình giăng bườm ra khơi. Tấn công những hòn đảo trên biển cả. Đây. Nhiệm vụ hay không? Đó. Giờ mình mua được cái thuyền bự này rồi các bạn. Năm 50.000 bounty thì bạn sẽ úp được cái thuyền này hay không? Lúc trước thì mình không úp được thì cũng nhờ bạn phát mình mới úp được cái này. Đó, nên bây giờ chạy cũng ổn hơn lúc trước rất là nhiều rồi. Lúc trước là chạy là lết mò rề rề. Giờ cũng khá là ổn. Để coi mình sẽ qua bên khu vực nào không. Ở đây là cái khu vực Ranky lúc nãy. Tại vì mình chết thôi chứ mấy là mình rẽ qua nhà tù rồi. Rồi mình xuống đảo người cá là nó easy, nó dễ dàng rồi. Nhưng mà giờ là không được rồi. Giờ này mình phải bắt đầu chạy từ từ, chậm rãi chạy lại đó. Đó bạn kia bây giờ thoát game luôn kìa mấy bạn. Lúc nãy sorry mình rồi mình xin lại cái số bounty thì bạn đó đâu có cho, mình đảm bảo mà. Chơi KS mình lấy bounty, nếu mà các bạn muốn mà đạt được 1 triệu á, nếu mà bạn đó nói mình tiếng kêu anh Trent cho em 1 triệu bounty để em update kiếm Xanh Tóc Đỏ về Vision 2, nói thiệt các bạn, mình cho các bạn luôn. Đứng yên cho các bạn đánh luôn. Chứ đừng có làm cái trò vậy. Làm trò vậy nó xấu lắm.
coi như là mình nói cho mấy bạn hiểu thôi. Mấy bạn lúc nãy đó thì chịu khó về suy nghĩ lại coi, nếu mà mấy bạn tin tưởng một ai đó mà bị người đó đá ngược lại mấy bạn nghĩ sao? Đó, bạn suy nghĩ ra đi. Bây giờ các bạn này đặt, các bạn lúc nãy là đặt tên là 2005 phải không? Vậy là bạn đó tầm bao nhiêu ta? Tầm có 14 tuổi à. 2005 14 tuổi, vậy là khoảng lớp 8, lớp 9. Chắc là bạn đó bây giờ là đang học lớp 9. Lớp 9 thì bây giờ các bạn cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ chín chắn lại một tí. Chứ các bạn làm như vậy là không có được. Tương lai mấy bạn suy nghĩ thì bạn nghĩ cái điều đó rất là xấu. Tại sao lúc đó mình làm như vậy? Bây giờ mình nói mấy bạn đó thì chắc chắn mấy bạn sẽ chửi mình, comment trên video thế nào cũng mắng mỏ ngược lại mình chấp nhận. Nhưng mà chừng vài năm sau thì bạn sẽ nghe cái lời nói của mình sẽ đúng. Mấy bạn cứ có ý kiến gì hãy comment bên dưới ha. Mình sẽ chấp nhận hết ý kiến của mấy bạn luôn. Nói thật sự là những YouTuber Việt Nam lẫn nước ngoài người nào cũng bị mắng mỏ thôi bạn. Không bị bạn này mắng thì cũng có bạn kia mắng. Cỡ một ca sĩ nổi tiếng như anh Sơn Tùng hay là chú Hoài Linh còn bị mà. Nói chi là ai? Nói chi là mình đây. Mình được những sự thương mến từ các bạn thì mình vô cùng cảm ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ video của mình, thấy không? Đây nữa nè, mình khó được cái này nữa là các bạn. Cuối cùng cũng lấy được cái cây đinh ba đó rồi. Không để ý thì nó lại xuất hiện. Rồi, thì coi như là video ngày hôm nay thì mình cho mấy bạn coi cái chiêu mới mẻ của năng lực trái quỷ hy thôi, thấy không? Đó, nói mới thì không mới, nó cũ thì cũng không cũ. Cái này nó mới ở một chỗ đó là nó sẽ đóng băng được nước biển nha các bạn. Còn mà nó cũ ở một chỗ đó thì chiêu đó là lúc trước nó y như vậy rồi. Nè, mình làm lại cho bạn xem hay là mình nghĩ ha. Đó, đầu tiên bạn sẽ bắn ra một con chim trĩ, đó, sẽ nổ lan ra, sẽ đóng băng lại ha. Kế đó là chiêu V. Đó, chiêu V thì các bạn cũng sẽ có thể đóng băng được nước biển ha. Rồi, vậy là coi như là video ngày hôm nay thì mình sẽ tạm kết thúc lại tại đây nha các bạn. Bạn cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Mọi ý kiến đóng góp của bạn sẽ là sự thành công channel trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, see you again.